Kính chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền Tổ quốc. Đến với clip mới hôm nay, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng đồ gỗ, đồ đồng cũng như đồ gốm với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã đến kênh Bonsai Lợi Nguyên. Hôm nay Nghiệp có lên một số tác phẩm để giao lưu cho bà con của mình nha. Có bộ trường kỷ Cũng Sơn và một cái cây tủ áo nữa nha bà con. Và một số món đồ đồng và đồ gốm cho bà con của mình. Qua số điện thoại của em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Hưng Môn, thành phố Cần Thơ. Và đầu tiên mã số 1S nha, thì em xin giới thiệu bà con mình một bộ trường kỷ nha bà con. Đó, trường kỷ đại nha, Hữu Sơn. Đó, bà con mình xem rất là đẹp luôn nha, chất liệu là gỗ gõ, thảm ốc Singapore, mặt đá giăng mây nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đây, hàng thì rất là nặng nha bà con, bộ này hoàn toàn gấp bằng mộng hết. Đó, nếu mà nặng khoảng từ 400-500kg chứ không dưới nha. Đó, bàn thì bà con mình xem mặt bàn rời nha. Đó, chân là đầu lăn chân móng luôn. Với cái chiều cao này em đo lên tới khoảng là 76 của cái mặt bàn này nha. Đây, chiều ngang của bàn nó lên tới khoảng là 85 luôn nha, bàn rất là lớn. Đây, chiều dài tổng của bàn luôn là 176. Đó, 176 nha. Dìm này chiều sâu của nó là khoảng là 24 nha bà con, 24. Đó, 4 cái chân thì mỗi cái chân có chiều dài lên tới là gần 1 tấc 2. Đó, tầm 1 tấc 1 nha. Đó, dày dặn cứng cáp và đặc biệt này người ta khảm tứ diện luôn. Đó, khảm chi tiết hoa văn bên mặt cúc dây bà con mình xem giùm em. Đó, khảm tứ diện nha, từ trên xuống tới dưới chân luôn nha. Đó, hàng thì sạch sẽ và sáng bóng hết nha bà con. Đó, sạch sẽ và sáng bóng toàn bộ hết nha, rất là đẹp. Đó, rất là nặng nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đó, ghế thì băng ghế bà con mình xem nha. Đó, đó, băng ghế bà con mình xem. Đó, rất là dày và lớn luôn đó nha bà con. Đó, ngũ sơn nha, cái này gặp thành này thì nó gấp bằng mộng hết. Đây, với cái chiều cao này em đo nó lên tới cái này luôn nha, là nó khoảng 119. Đó, 119 là tổng cái chiều cao tới cái viền thành. Với chiều dài của bì luôn là 198 nha. Đó, 198. Cái dày của cái thành này thì nó lên tới là 4 phân nha bà con. Nó còn cái tay này ra thì nó khoảng 7, hơn 7 phân. Chiều rộng ra cổ rế như thế này thì nó 55. Từ vị trí mặt đất trở lên thì nó 49 nha. Đó, bà con mình xem khẩm luôn cái dìm, nhìn nó rất là sang trọng nha, rất là đẹp. Đó. Đây, từ những cái mặt đá văn mây bà con mình xem cũng rất là đẹp luôn nha. Thành này thì rất bằng mộng. Cái này người ta chạm được một cặp chim phượng đây bà con mình xem giùm em. Đó, chim phượng rất là đẹp nha. Đó, chim hoa. Nó hàng làm tích và sạch sẽ toàn bộ nha, không hề lỗi lầm. Đó, rất là nặng nha bà con. Một cái băng thế này là từ 3-4 người khi trở lên nha. Ở sau lưng thì mặt cũng được khảm luôn. Nó khảm ốc đều hết trơn nha, nên bà con của mình đặt những vị trí nào thì nó cũng vẫn đẹp hết nha. Nó rất là to. Nếu bà con mình xem không rõ thì cứ kết bạn Zalo nha, bên em sẽ trực tiếp liên hệ cho bà con của mình và tư vấn cho bà con của mình nha. Thì bộ trường kỷ này gồm có 5 món. Bộ này thì em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Có giá là 61 triệu nha. 64 triệu bao ship toàn quốc cho bà con của mình. Ở bao chuẩn bà con mình là hàng làm tích nguyên vẹn nha, không hề bị lỗi lầm chỗ nào nha. Đó. Rồi, mã số tiếp theo là 2F, là em có về được một cái cây tủ áo đó nha bà con. Cái này em mới bị sưu tầm về nữa nha. Cây hôm trước thì cũng có một vị khách đã ủng hộ rồi, cây này cũng về được một cây nữa. Rất là đẹp nha bà con, hàng này nói chung là hàng rất là ít nha. Hàng này cũng có hàng đặt cũng có thôi. Đó, bà con mình xem đây. Chất liệu là gỗ cỏ khổng ốc Singapore. Đặc biệt cái tủ này khảm ba mặt luôn nha, và khảm kính. Đó, mão là trên mão người ta chạm mà kiểu mão nữ hoàng nha. Đó, con mình xem giùm em. Đây, cây này nói chung cũng rất là dày dặn và cứng cáp nha. Đó. Đây, em đo tổng cái chiều cao cho bà con của mình tới cái đỉnh mão luôn. Đó. Với nhưng mà chiều cao thì em đo nó lên tới là 2m27. Tới cái đỉnh mão luôn nha, là 2m27 nha. Đó. Tổng cái chiều dài. Đây, chiều dài của tủ nó lên tới 166 nha bà con. Đó, và chiều rộng ra của tủ thì nó lên tới khoảng là 57. Đó, 57 nha, khẩm là ba mặt luôn, luôn cả mặt bên hông cũng rất là đẹp. Đó, sau đó người ta chạm nha, ở bên dưới là những cái ngăn kéo. Bốn chân là bốn chân quỳ nha bà con. Đó, bà con mình xem kết hợp với người ta chạm với những chữ thọ nha. Đó, đây, những ngăn kéo của tủ rất là lớn. Đó, mình có thể để đồ, chứa đồ. Cửa mở bốn cánh nha, ổ khóa chìa khóa đầy đủ hết, về bà con của mình việc xài sử dụng thôi. Đó, nguyên con gỗ gõ làng hàng liền lạc nha. Đây, đó, hàng này hoàn toàn cũng đều gắp bằng mộng hết nha bà con. Đó, cái tủ được gắp bằng mộng hết nha. Nếu bà con mình ở xa thì khi đi em cũng sẽ gã ra.
Đó, giờ đến tận nơi thì bên em cũng sẽ lắp ráp chỉnh chu hết cho bà con của mình luôn nha. Đây, đó, cửa mở bốn cánh nha, hai bên rất là rộng, bên em mình treo đồ đó. Đó, bà con mình xem bên trong sạch sẽ làm tích nha, nó rất là nặng, những cái thành cửa nó cũng rất là dày nha bà con. Đó, cái này thì nói chung là khỏi chê vào đâu rồi, khảm là ba mặt là khỏi chê nha, khảm và chạm luôn rất là đẹp, bốn chân quỳ. Đó, ốc thì bà con của mình xem theo thời gian nha, nó hàng dày dặn và cứng cáp luôn, ráp bằng mộng hoàn toàn hết, gã ráp bình thường. Đó, thì cây tủ này em giao luôn cho bà con mình giá là 62 triệu nha. Đó, 62 triệu bao ship cho bà con của mình là toàn quốc luôn. Nếu bà con của mình ở khu vực miền Tây thì em giảm chút đỉnh chi phí thôi nha. Đó, bà con của mình xem mà có thể tham khảo nha. Và đến với mã tiếp theo. Đó, mã tiếp theo là em có về được một cái bộ, đây là một cái bộ ba. Đó, một cặp bình và một cái đĩa chanh nha bà con, hàng gốm xứ Tàu nha. Đó, mẫu này thì rất là đẹp, những cái mẫu vừa rồi thì em cũng giao lưu. Cái này là tích chim hoa nha. Đó, nguyên một bộ khum lê của nó luôn. Đó, mã số 3F nha. Đó, đĩa thì em đo đường kính nó khoảng là 30, tầm 31 đi. Đó, còn bình chiều cao lên là khoảng 35, đường kính miệng bình là khoảng 10 phân nha. Vành bụng nó lên tới 51. Đó, hàng này là hàng Tàu cũ thôi nha. Đó, đây mình về mình trưng bày trưng đề co rất là đẹp cho ông đế mộc đây nha bà con, xem giùm em nha. Đó, đây đó, bình cũng vậy, bình được vẽ chim hoa rất là đẹp nha. Đó, một cái đôi chim phượng hoàng đây, nó cho ông đế đây đều một chuyện đầy đủ hết nha. Ở hàng này cũng tầm chừng 20 năm đổ về thôi nha bà con, chứ không phải cổ hay xưa nha. Đấy, bộ ba này em giao lưu có giá là 2.200.000, ở 2.200.000 đồng nha bà con, bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Rồi mã số 4F này em có một cái chiếc bình rượu rất là đẹp, tích là Long Thượng nha bà con. Bình rất là độc đáo nha. Đây, đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Đó, hàng thì em bao làm tích nguyên dạng luôn, vẫn xài được bình thường nha. Đó, nhưng mà hàng này hàng cũng có tuổi đời 20-30 năm thôi, để về thôi. Đó, nên bà con của mình chuẩn bị co thôi nha. Đó, mình xài thì cũng vẫn được. Với chiều cao thì em đo nó lên tới khoảng là 26, chiều ngang này của nó khoảng 17 nha. Đây, chiếc ấm là Rồng Phượng. Cái này em giao lưu cho bà con của mình chiếc ấm này nha. Đó, có giá là 800.000 nha, 800.000 đồng. Tích này là Long Tứ Linh nha bà con, Long Lăng Quy Phụng nha. Đó, bà con mình xem mình em Tứ Linh. Rồi mã số tiếp theo này là 5F, một cặp nhạo gụ nha, vẽ tích sơn thủy. Đây, họ hàng vẽ tay nha, hàng cũ. Chiều cao em đo là khoảng 21, hoành bụng này của nó là khoảng 27 nha. Đó, hàng làm tích nguyên dạng hết, không hề lỗi lầm đâu nha. Cặp này em giao lưu có giá là 400.000 nha bà con, 400.000 đồng nha, bao ship toàn quốc luôn nha. Và đến với mã tiếp theo. Ở mã số 6F này là một cái đĩa chanh, tích Tết thiếu nhi. Đường kính cái đĩa này là khoảng 34. Đó, đĩa này là đĩa Tàu nha, hàng vẽ tay bà con mình xem giùm em, làm tích không hề nứt mẻ hay tấp gió nha. Cái đĩa này bằng nhựa em sẽ kèm cho bà con mình theo mình kê mình trưng bày luôn. Đĩa này em giao lưu qua giá là 600.000 nha, 600.000 đồng. Mã số tiếp theo là số 7, một cặp bình hoa nha bà con. Đây, một cặp bình hoa. Đó, bình hoa vuông rất là đẹp. Chiều cao em đo là khoảng 50, đường kính miệng 15. Hoành bụng bình là nó lên tới khoảng là 61 nha. Đây, hàng Tàu vẽ tay, vuốt tay luôn nha bà con. Xem giùm em rất là đẹp. Đó, vẽ chim hoa nha. Đây. Đó, một đôi làm tích trôn đế đây. Đó, cặp này em giao lưu giá là 2.900.000 nha, 2.900.000 một cặp nha bà con. Rồi mã số tiếp theo 8F. À, em có về được một cặp bình rồng, nó rồng xanh nha bà con. Đây, được vẽ trên thân bình cũng là bách hoa rất là đẹp, kết hợp với rồng. Đó, bà con mình xem nha, bình này là hàng Tàu, vẽ tay khắc nổi nha. Đó, hàng làm tích nguyên dạng. Đây, bà con mình xem vẽ rất là đẹp nha bà con. Đó, với tổng cái chiều cao em đo lên tới khoảng 62, đường kính miệng 22. Cái hoành bụng bình này là 81 nha. Đó, hàng làm tích nguyên dạng, chôn đế bà con mình xem mọc 6 chữ luôn. Đó, một sáu chữ Tàu nha. Đây, vẽ rồng thì khỏi chê vào đâu. Đó, bà con mình xem giùm em nha, lành tích không hề nứt mẻ tóc gió nha bà con, cao 62. Đó, một đôi thì bà con của mình xem giùm em chôn đế đều một chuyện hết nha, không hề nứt mẻ tóc gió. Đó, cặp này em giao lưu với bà con của mình có giá là 5.500.000 nha. Rồng thì một bên mặt bên đỏ bên xanh nha bà con. Đó, đến với mã tiếp theo số 9F. Đây là một cái bộ bát bủ nha bà con, loại lớn nha. À, 8 loại binh khí đó bà con mình trưng phong thủy trong nhà rất là tốt luôn nha, rất là đẹp đó bà con mình xem giùm em, chất liệu là đồng cũ nha bà con.
Đó, hàng này cũng vài chục năm đổ về thôi. Với chiều cao tổng thì em đo lên tới 64, chiều ngang thế này là khoảng 70. Nó nặng 4kg nha, 8 loại binh khí nha bà con xem dùm em nha. Đó, rất là đẹp, hoàn toàn đều bằng đồng hết nha. Bộ này em giao lưu giá là 2.600.000 nha, nặng 4kg. Đó, bà con mình trưng đề co trong nhà, ở trưng bài phong thủy rất là tốt. Mã số tiếp theo số 10, em có một cây gậy đầu gồng nha bà con. Đó, bằng đồng nha. Tổng cái chiều dài em đo lên tới khoảng 90, hoành thân này của nó là khoảng 6 phân nha. Đó, gậy thì con mình xem nguyên con bằng đồng hết. Đó, rất là dày và cứng nha. Đây, đó, con mình xem giùm em nha. Đó, cây này thì em giao lưu với giá là 800.000 thôi nha, 800.000 đồng. Và con mình về làm quà cáp phần tặng cho những người thân cao tuổi lớn tuổi rất là ý nghĩa. Mã số 11, ép này thì em có về được một cái thanh kiếm bằng đồng, ở kiếm phong thủy nha bà con. Mặt ở trên cán là tích người nha. Hàng này nói chung hàng cũng theo thời gian và năm tháng. Cây này thì nói chung là bà con mình về mình đánh bóng thôi, nó sẽ lên màu đồng vàng rất là đẹp nha, đồng nguyên khối. Tổng cái chiều dài em đo là khoảng 62, chiều ngang cái thân cán là cái thân vỏ luôn khoảng 13 luôn nha, nó nặng khoảng là gần 2kg. Đó, đây. Đó, cái này những cái tay này ra thì bà con mình về mình chà đánh bóng lên thì rất là đẹp nha bà con. Đó, mình trưng bày đề co phong thủy nha, cái này không có bán đâu. Đó, nó cũng 20-30 năm. Đó, cây này em giao lưu giá 2.200.000 nha, 2.200.000. Mã số 12, em có một pho tượng là ông Trần Quốc Tuấn nha, chất liệu đồng cũ luôn hả bà con mình hữu duyên. Với chiều cao em đo là khoảng 31 nha, cao 31, hoành đế thế này thì khoảng là 45. Đó, bà con mình quan hỷ nha. Bên dưới cũng được khắc in khắc những cái chi tích lịch sử của ổng luôn. Đó, nặng là 3kg. Đây, cho ông đế bọng nha bà con. Đó, đồng cũ. Đó, Trần Quốc Tuấn nha. Giá em giao lưu cho bà con của mình là 2.200.000. Đó, có là khắc những cái tích của ổng theo thời gian năm tháng luôn nha. Mã số 13, em có một tác phẩm đây là một chú sư tử nha bà con. Đó, sư tử bằng đồng. Đấy, bà con mình xem rất là đẹp, nhìn rất là hồn. Tổng cái chiều dài em đo khoảng là 48, chiều cao lên 20 nha. Đó, sư tử này thì nặng 7kg nha bà con, 7kg. Đây, chất liệu đồng cũ nha. Đó, rất là hồn luôn, con mình xem nha. Đó, rất là đẹp. Đó, 7kg. Giao lưu bà con mình giá là 3.800.000 nha, nặng 7kg. Và mã số 14, một tác phẩm là gà kim tiền nha, gà trống giữ tiền. Đó, cũng là đồng cũ luôn. Với chiều cao em đo lên tới 42, chiều ngang dài là khoảng 28 thôi nha, hoành đế là khoảng là 54. Đó, gà trống kim tiền nặng 5kg. Pho tượng này có giá giao lưu bà con của mình là 3.400.000. Đó, 3.400.000 đồng thôi nha. Rồi, mã số 15 là một cái cây trà gỗ cẩm lai nha, được khắc ống tứ diện. Cái này thì hàng cũng theo thời gian năm tháng nha, cái này thì em chưa có vệ sinh, còn bụi bặm đang đóng nha bà con. Đó, ốc rất là đẹp. Đó, khảm ở trên là một cái nhánh hoa hồng. Chiều dài em đo khoảng là 34 nha, chiều ngang là khoảng 20 đi, cao lên là tầm 10 phân thôi. Đó, khảm ốc là tứ diện quăng gỗ đó bà con mình xem nha, cẩm lai nguyên con. Về cứ kiểm tra hàng, test hàng thoải mái nha, đúng hàng đúng gỗ đúng chất lượng bà con mình nhận. Đó, không đúng thì cứ hoàn cho em bà con mình yên tâm, hàng này ship đi ship về cũng không có bao nhiêu tiền đâu nha. Đó, bà con mình xem quăng gỗ đây. Cái này em giao lưu với bà con mình giá chỉ là 2.000.000 thôi. Đó, 2.000.000 đồng thôi nha bà con, gỗ cẩm lai. Và cuối clip bonsai Halloween cũng xin mến chào bà con nha. Chân thành bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh, em cũng xin hẹn bà con mình vào những clip tiếp theo rồi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh YouTube chúng em nha.